Rồi, qua một cái âm tiếp theo, hôm nay Trang sẽ hướng dẫn các bạn cách đọc âm trong video này ha. Rồi, cái âm này là một cái âm cực kỳ thả lỏng trong tiếng Anh nhé. Cái âm này cực kỳ thả lỏng. Cái lưỡi của bạn thả lỏng này, cuối ngửa của bạn cũng hạ xuống ha. Đó, nó thấp như thế này, đi theo với cái răng khi mà cái miệng mình hạ xuống nè. Mở nhẹ miệng ra ha. Ok chưa? Rồi, các bạn nghe nó giống âm gì trong tiếng Việt nào? Nó hơi là âm ha. Ok, rồi bây giờ mình nó gọi là một âm short short vowels, là cái âm này rất là ngắn, rất là thả lỏng. Mình tập đọc một số từ nha. Các bạn ngày xưa đi học chắc hay đọc âm này là ơ đúng không? Bus, bus đúng không? Nhưng mà thật ra nó là bus, bus. Như mình có cái này cũng vậy là lock, lock. À, lúc thì bạn đọc là ơ, lúc thì bạn đọc là ớ. Nó đọc là gì? Lock, lock. Tiếp theo, cup, cup. Study, study. Không phải là study ha, không phải ơ nha. Nó là study, study. Rồi, cái âm này mình cũng rất là hay gặp. Khi mà mình thấy letter O, mình cũng hay đọc nó lên thành âm a. Rồi, la, London, London. Monday, Monday, data, nhớ nha, đừng có đọc là Monday, là nó bằng nhau ha. Monday, come, come, month, 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 nhớ âm cuối ha, lại lưỡi và bật hơi ra. Rồi những cái âm mà nó less common hơn, tức là nó, những cái chữ này nè, thì nó sẽ ít xuất hiện hơn ha, khi mình phát âm là Rồi đầu tiên mình có cái từ này là gì? Trước giờ mình đọc là gì? Dăng dăng, giống như là á ngờ ăn, nhưng mà không phải ha. Yum, yum. Tức là cái âm này các bạn đừng có để cho cái miệng mình nó thích như thế nào, thích mở hết cỡ, đừng có để như vậy. Mình mở rất là relax, bạn phải control cái cơ miệng mình một xíu nha. Đó, cái trái âm này chỉ gọi là một trong những cái âm mà hờ hững điệu đà đó. Yum, trouble. Trouble, enough, 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 enough. UK thì đọc là enough, US thì đọc enough, enough. Ok, thực ra không có gì khác nhau. Những cái âm mà unstressed mình hay đọc là e hoặc là a. Rồi tiếp theo, double O mình cũng hay đọc là a. Double O thì mình hay đọc là a hoặc là ơ. Ví dụ như là look. Đó, nhưng mà trong cái trường hợp này mình sẽ đọc là a plot. Flood hoặc là flood, flood. Rồi bạn không cần nhớ là trong letter gì thì nó làm sao đâu. Khi nào bạn gặp cái từ đó là gì, bạn biết đọc, bạn cứ tra từ điển thôi. Ok, và chị ghi ra để chị highlight cho các bạn như thế thôi nha, chứ không cần học, không cần phải học thuộc. Ok, học nếu mà muốn học thuộc thì chỉ cần học những cái âm common thôi nè, ví dụ như letter U mình hay đọc là a, bus vậy thôi, chứ đừng có học hết cái này là cái âm double O thì mình phải đọc là a. Đừng có đọc, đừng học nguyên tắc nó nha. Có một nguyên tắc duy nhất thôi là gì? Tra từ điển. Ok. Rồi các bạn hãy luyện tập những cái âm này trong từ. Bây giờ mình sẽ luyện tập âm này trong câu nha. Oops. Rồi trong câu. Rồi. Rồi câu số 1 trước. Take the number one bus. Các bạn để ý cái chữ one. Không biết trước giờ các bạn phải âm âm này như thế nào, có để ý không? Nó là âm one. Take the number, không có number ha, hoặc number ha, number one bus. I said, come on come on Monday, not come on Sunday. Mình đừng có đọc là ớ nữa, âm Sunday là khác rồi nha. Sunday, okay, rồi. Right. Câu này của mình là gì? My brother's studying in London. My brother's studying in London. Ok. Thì đó là âm Ok, các bạn sẽ luyện tập một lần nữa ha. Chứ nhé, các bạn luyện tập trong từ trước. Và sau đó từ mình chắc rồi, mình chắc mình tách âm của từng từ ra, mình luyện tập cái đã, xong rồi mình mới luyện tập trong câu nha. Là câu thì mình đọc chậm trước rồi mình tăng tốc, mình nối âm vô sau ha.